Lionel Messi tiếp tục báo tin dữ cho Inter Miami. Người hâm mộ Inter Miami lại thất vọng khi không được chứng kiến Lionel Messi thi đấu. Lần này là cuộc tiếp đón New York City ở MLS. Và không nằm ngoài dự đoán, thiếu linh hồn El Pulga, đội bóng chủ sân DRV PNK chỉ có được một điểm nhạt nhòa. Lionel Messi không tham dự trận đấu với New York City sau khi anh bỏ lỡ trận chung kết US Open Cup thua Houston Dynamo. Thậm chí anh còn không có tên trong danh sách dự bị. Tất cả là do sự khó chịu của El Pulga ở gân khoeo bên phải kể từ vòng loại World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina vào đầu tháng 9. Kể từ khi trở lại sau vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong đó không tham gia trận đấu cuối cùng với Bolivia, Messi chỉ chơi thêm hơn 30 phút trong chiến thắng 4-0 trước Toronto. Anh bị thay ra và không còn ra sân kể từ đó. Các nghiên cứu y tế đã được thực hiện và họ chẩn đoán rằng Messi không bị chấn thương cơ. Như đã nói trước đó, đây chỉ là sự khó chịu từ vết thương cũ khiến anh vắng mặt trong trận gặp Bolivia, Atlanta United, Orlando City và Houston Dynamo. Messi đã tạm thời dừng lại để cố gắng hoàn tất chặng cuối cùng của giải quốc nội theo cách tốt nhất có thể, trong đó có mục tiêu đưa Inter Miami vào vòng loại trực tiếp. Như lần này cũng giống như những trận đấu trước, người hâm mộ chỉ có thể thấy Messi từ bên ngoài sân cỏ. Huấn luyện viên Gerardo Martino cho biết đang theo dõi sự tiến triển của Messi từng ngày và khẳng định anh sẽ trở lại trước khi MLS kết thúc, nhưng không rõ thời gian cụ thể. Huấn luyện viên Erik ten Hag đổ lỗi cho học trò. Trên sân nhà, MU thất bại muối mặt với tỷ số 0-1 trước Crystal Palace. Bàn thắng duy nhất của Eriksen đã nhấn chìm quỷ đỏ ngay tại sân Old Trafford. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag tỏ ra không hài lòng với những gì MU thể hiện suốt 90 phút. Ông thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn hời hợt của các học trò. MU thất bại thật dễ dàng. Chúng tôi đã để thủng lưới khi họ chỉ có vỏn vẹn 3 cơ hội suốt cả trận. Tất cả đều đến từ những tình huống cố định. Sau đó chúng tôi đã có được những vị trí bóng thuận lợi hơn. Những khoảng trống nhưng lại được đưa ra quyết định xử lý sai lầm. Chúng tôi gây áp lực không đủ tốt, đặc biệt là trong quãng thời gian cuối trận. Chúng tôi chơi không đúng với sức mình. Việc ghi được bàn thắng đầu tiên là rất quan trọng, nhưng sau khi để thủng lưới, chúng tôi đã không làm được điều đó. Có lẽ chúng tôi phải tự trách mình. Đây là thất bại thứ tư của MU sau 7 vòng đấu tại Premier League mùa này. Những áp lực đang đè nặng lên vai của huấn luyện viên Erik ten Hag càng trở nên lớn hơn. Lisandro Martinez phải phẫu thuật lần hai. Theo truyền thông Anh, Lisandro Martinez có thể phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa để điều trị dứt điểm chấn thương bàn chân. Lisandro Martinez bị chấn thương bàn chân vào cuối mùa trước, vì thế tuyển thủ Argentina đã lên bàn mổ vào ngày 17 tháng 4. 5 tháng sau khi phẫu thuật, Lisandro Martinez có thể phải lên bàn mổ một lần nữa. Như đã biết, tháng hôm qua MU xác nhận Lisandro Martinez tái phát chấn thương bàn chân. Đây là chấn thương cựu cầu thủ Ajax gặp phải cách đây 5 tháng. Theo tờ Sky Sport, vì tình trạng nghiêm trọng nên là Lisandro Martinez nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa. Dự kiến trung vệ 25 tuổi sẽ nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng. Vì khí thiếu trong tình trạng bị đau nên Lisandro đã không thể hiện được phong độ tốt nhất kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Ten Hag đang nói rõ điều đó trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết: chấn thương của Lisandro Martinez là điều rất đáng buồn đối với chúng tôi. Anh ấy không đạt 100% thể lực. Đây là lý do dẫn đến các sự khác biệt lớn về Lisandro Martinez ở những trận đấu gần đây so với Lisandro Martinez mà chúng ta đã thấy ở mùa giải đầu tiên ở MU. Tất cả đều thấy rõ tầm quan trọng của Lisandro Martinez tại Manchester United. Trung vệ người Argentina được Ten Hag chọn là người đã cặp số 1 với Varane ở trung tâm hàng thủ. Do đó mất Lisandro Martinez là tổn thất lớn với Quỷ Đỏ. Việc Martinez không đạt thể trạng tốt nhất và hàng thủ khủng hoảng vì chấn thương là hai trong số những nguyên nhân khiến MU thi đấu sa sút ở giai đoạn đầu mùa này. Phút 33 trận đấu giữa Tottenham và Liverpool, Luis Diaz thoát xuống nhận đường chọc khe của Salah trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Vicario bên phía Spurs. Ngay sau đó trọng tài biên đã căng cờ báo về vị. Tuy nhiên các đoạn video phát lại dường như cho thấy Cristiano Ronaldo đã đứng thấp hơn Diaz khi Salah tung đường chuyền. Dẫu vậy bàn thắng vẫn bị từ chối. Trọng tài VAR Darren England và trợ lý Dan Cook lẽ ra phải quan sát kỹ hơn những các đường màu xanh và màu đỏ để chứng minh Diaz có việt vị hay không lại không hiển thị trên màn hình. Và PGMOL, cơ quan giám sát các trọng tài của Premier League, EFL và FA, cuối cùng cũng đã xác nhận sau trận đấu rằng có một sai lầm lớn từ cặp đôi này trong phòng VAR. Một tuyên bố gây chấn động cho biết, PGMOL thừa nhận đã xảy ra lỗi nghiêm trọng do con người trong hiệp 1 của trận đấu giữa Tottenham và Liverpool. Bàn thắng của Luis Diaz bị trọng tài trên sân không công nhận vì lỗi việt vị. Jurgen Klopp không thể hài lòng với cách giải quyết vấn đề của PGMOL. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên người Đức tức giận nói rằng: điều đó có giúp ích gì không?
không. Tình huống tương tự đã xảy ra ở trận MU gặp Wolves. Wolves không kiếm được điểm nào sau khi trọng tài thừa nhận sai lầm. Chúng tôi cũng vậy, nên điều đó chẳng giúp ích gì. Tôi rõ liệu họ có phải chịu áp lực nào không. Quyết định hủy bỏ bàn thắng được đưa ra quá nhanh và đã thay đổi toàn bộ bối cảnh của trận đấu. Cody Gakpo báo tin dữ cho Liverpool. Trận thua Tottenham khiến Liverpool thiệt đơn thiệt kép, không chỉ nhận về một kết quả tồi tệ. Giờ cô còn có nguy cơ mất Cody Gakpo dài hạn vì chấn thương. Sau khi bàn gỡ hòa trước Tottenham, Gakpo nhăn nhó trước khi ngồi xuống sân đau đớn. Trong tình huống lập công thì Gakpo không hề va chạm với ai. Tuy nhiên trước đó Gakpo đã bị đau sau pha va chạm với lại Destiny Uduze nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Rất có thể chấn thương này đã trở nên nặng hơn. Huấn luyện viên Jurgen Klopp buộc phải thay Gakpo ngay sau hiệp 1. Khi rời sân vận động thì người ta trông thấy Gakpo phải đeo nẹp bảo hộ. Bàn về cơ học trò thì Klopp vô cùng buồn bã. Thú thật, vấn đề lớn nhất sau trận này là Cody Gakpo. Trong tay huấn luyện viên Jurgen Klopp lúc này đang thiếu hẳn nhân sự trên hàng công. Liverpool chỉ còn Salah, Diaz và Nunez. Trong khi đó Jota là một trong hai cầu thủ Liverpool phải nhận thẻ đỏ ở trận thua Tottenham. Bukayo Saka dưới kiến thương trước thềm đại chiến Man City. Bukayo Saka đã rời sân ở những phút cuối cùng trong trận hòa 2 đều giữa Arsenal và Tottenham tuần trước. Cầu thủ người Anh sau đó vắng mặt ở buổi tập của pháo thủ vào thứ 6. Bất chấp điều đó thì Mikel Arteta vẫn điền tên cầu thủ 2K1 vào danh sách đăng ký thi đấu chính thức với Bournemouth ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Bukayo Saka không có dấu hiệu chấn thương và mở tỷ số ở phút 17. Martin Odegaard, Kai Havertz và Ben White ghi thêm 3 bàn, giúp đội khách giành chiến thắng 4-0. Saka được nhìn thấy đi khập khiễng trong hiệp 2 trước khi được thay thế ở phút 76 bởi Fabio Vieira. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Arteta cho biết Saka đã phải chịu một cú va chạm khá mạnh. Ông nói rằng, cậu ấy bị đau sau một tình huống va chạm khá mạnh. Tôi không biết Saka cảm thấy nào. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ấy, nhưng hy vọng mọi chuyện không quá tệ. Có thể nói rằng việc Saka tiếp tục cho thấy dấu hiệu chấn thương là điềm giữ đối với Mikel Arteta trong bối cảnh họ sắp bước vào trận đại chiến quan trọng với Man City. Pep chỉ trích học trò. Ruben Dias, Mateo Kovacic và Matheus Nunes là ba cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày Man City thua Wolverhampton. Man City đã bất ngờ gục ngã 1-2 trên sân của Wolves. Siêu phẩm của Alvarez không giúp cho đoàn quân của Pep Guardiola có ít nhất một điểm dưới Molineux. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường mùa này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của ba cầu thủ gồm Ruben Dias, Mateo Kovacic và Matheus Nunes. Hậu vệ người Bologna đã phản lấy nhà, trong khi hai cái tên còn lại chưa hoàn thành nhiệm vụ. Pep Guardiola có nói: "Chúng tôi không thực hiện đúng phương án để tấn công linh hoạt hơn. Vì thế Man City gặp khó mỗi khi chuyển trạng thái. Khi đối phương phòng ngự tốt, Dias hay Kovacic đều phải gây áp lực lên trung vệ đối phương, nhưng cả hai đã không làm điều đó." Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip bình luận viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content, bao gồm Content Writer và Video Editor. Yêu cầu đối với Content Writer: am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản, và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, biên viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.